nó làm sao nữa. Có nhiều lúc cũng buồn ghê, làm cả đêm ngoài hôm tâm lý là cháu vợ con thì mang cái đó đâu có nghĩ được nữa. Hết nghĩ cháu cũng khổ ghê, nó thiệt luôn á. Có nhiều lúc đi thăm cháu, gặp mặt cháu cũng mừng, từ ngày không gặp mặt cháu ông buồn ghê lắm. Rất là nhớ cháu luôn. Nhớ cháu mà đâu có đi được, khổ quá ấy. Đi gặp cháu ấy cho tiền 1-2 ngàn chứ này không có đồng nào cho, thấy cũng tợ. Tí xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tí. Cả nhà ơi, ngày mới Tí xin chúc cả nhà an lành, vui tươi, hạnh phúc. Và hiện tại Tí đang ở huyện Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận, là Tí đang có một hoàn cảnh rất đặc biệt luôn. Thì hoàn cảnh này cụ thể như thế nào thì Tí xin mời cả nhà cùng theo chân Tí vào để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này nha cả nhà nha. Tí xin mời cả nhà. Ở khu vực đây là toàn là đồng ruộng trống luôn cả nhà. Đồng ruộng với lại mấy cái miếng đất mà bỏ hoang á. Có một người đàn ông ở đây là cũng lớn tuổi rồi. Thì hôm nay tới qua đây để tìm hiểu, tại vì tới nghe bảo sơ sơ cái hoàn cảnh này á, là giống như là con cái bỏ đi hết rồi, thì có một mình ông thôi là ở trong một cái căn nhà gọi là rất là rách nát luôn. Và ông ở trên này thôi, là thì tới mời cả nhà tới nha. Cái video mà tới có đăng á cả nhà, là cũng từ quà của Mạnh Thường Quân á, Tí cũng sợ là tất cả những món quà mà Tí trao đến tận tay của người đồng bào á, Tí lại sợ là cô chú Mạnh Thường Quân là không có thấy video đó. Thì nếu mà cả nhà có xem được video ngày hôm nay á, thì Tí cũng mong cả nhà hoặc là cô chú Mạnh Thường Quân á, nếu mà có xem được cái video ngày hôm nay của Tí, thì Tí cũng mong cả nhà là vào kênh của Tí để xem lại cái video cũ của Tí, là Tí đi lên núi giúp những hoàn cảnh đó và trao đi đến tận tay cho tất cả cô chú đồng bào nha cả nhà nha. Cái người vô gia cư này, cái mà Tí định đi thăm này cả nhà, cũng rất là đặc biệt luôn. Cũng vợ con bỏ hết rồi nha. Ông sống lang thang một mình nha. Đi đường nào đây nha anh nha. Hả? Đi đường nào. Đây nè. Đi đường kia hay đường này anh? Đây rồi. Ôi giời ơi. Đường đây này cũng rất là khó cả nhà nha. Đây, giờ là qua này nè. Rồi. Là cái chỗ mà ông sinh hoạt hàng ngày nè cả nhà. Đây lớn. Ôi trời ơi cả nhà. Treo trên cây này. Chứ không là vì chó hay là mèo nó tha này thôi.
Ông ơi. Ừ. Dạ con chào ông nha. Dạ con cũng ông ngồi dậy đi. Ông mày đỡ. Dạ chưa. Ông bị gì? Dạ con chào ông nha, con cũng xin giới thiệu một chút. Con là những người đi làm YouTube á. Con cũng nghe hoàn cảnh của ông thì cũng nghe qua một người bạn của con giới thiệu qua là cái hoàn cảnh của ông hiện tại là ông đang ở một mình ở trên này con ạ. Ở cơn mình à. Ấy là vì sao mình lại ở trên này không ạ? Vợ hắt củi quá. Vợ hắt củi hả? Vợ con hắt củi quá. Hay là vợ đuổi ra ngoài không ạ? Lần ở nhất nó cháu là thì thanh cháu giờ đuổi ra khỏi nhà luôn à. Vợ con. Hay là đuổi lâu chưa ông? Lâu rồi. Lâu rồi. Ông ở vậy là mấy năm rồi ông? Ông ngồi bên này đây. Là... ông cháu mình vậy đó chị nhé. 7-8 năm rồi. Bỏ 7-8 năm rồi hả? Thì ông ở trên này 7-8 năm rồi. 7-8 năm. Ông che như vậy này lỡ mưa gió thì sao ông? Mưa thì cái bạc. Tủ bạc nằm ở dưới đây nè. Ông cứ nằm như vậy thôi. Nằm. Cái gì cũng không luôn à. Cái gì cũng không. Giờ sáng giờ có ăn cái gì chưa không? Chưa ăn gì không? Dạ. Ông cho con hỏi là ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70 rồi. 70 rồi. 70 rồi. 70. Ông tên gì nhỉ? Tên 7. Ông tên 7 luôn hả? Rất là trùng hợp cả nhà nha. Cả nhà thấy đấy, một người cũng là tên 7. Nhưng mà một người ở ông 7 ở trong nhà hoang thì rất là đầy đủ tiện nghi luôn, còn ông 7 này cả nhà thấy lại là một cái gọi là mành trời chiếu đất luôn. Ông ở như vậy ban đêm mà có lạnh lắm không? Có chứ, hãy đêm mà lạnh thì có gió thì đi vô trong bụi nằm. Có gió đi vô trong bụi nằm hả? Vô trong bụi nằm. Ui, lỡ có rắn rết gì sao ông? Rắn bây giờ biết sao nữa, khổ mà. Vậy hả? Sáng giờ chưa ăn sáng luôn? Chưa ăn sáng. Ông ơi, cái câu chuyện của ông á là cụ thể như thế nào mà tại sao là mình lại ra nông nổi đến là ông có thể kể tường tận lại chuyện giúp con được không ông? Nói thẳng với cháu như này, ở đây đất đai là đất đai là xin cô bác người ta cho tao ở. Đó. Còn nhà cửa thì cũng không, cái gì cũng không. Đó. Bữa có người thì tao hỏi thăm. Hỏi thăm mà đâu có biết đâu. Người ta đem đồ lên đồ ra cho. Cái này nói thiệt luôn á. Đó, còn cái gì người ta cũng cho hết đi. Ta hỏi xin giường người ta nói bữa nào có giường người ta cho. Đó. Bây giờ khổ quá biết làm sao nữa. Vợ con hát ủi. Sao cái chân của ông đâu có dép đâu mang. Không có dép luôn hả? Không có dép. Ôi trời ơi, không có dép luôn. Thằng đi chân không không à? Trời ơi. Đây người quan sát này, cái chân. Ông đi như vậy là bây giờ hiện tại bây giờ là ông đang làm cái công việc để mình kiếm tiền sống ở nhà hả? Cứ cái ngày đi lượm phân, có lúc đi lượm phân, có lúc đi vô làng đi xin. Ông đi xin luôn hả? Đi xin luôn. Vừa đi xin vừa đi lượm phân. Vừa lượm phân. Lượm mua vậy là được bao nhiêu tiền không? Cứ ngày tính 2-3 chục. 2-3 chục hả? Rồi mình mua gạo mua gì ăn nữa? Mua gạo mua đồ ăn. Sao mà đủ không? Không đủ bây giờ biết sao nữa. Vợ ông là sao? Cũng gần ở đây ở làng Cù Lao á. Làng Cù Lao hả? Ông là gốc ông là ở đâu không? Gốc là ở ngoài Quán Năm là Nắng Lận. Ở xa vậy ông nhỉ? Ở xa. Vậy là ông bị vợ con hắt hủi như vậy á, là cả con luôn hắt hủi ông luôn hả? Cả con luôn. Thế là ông vào nhà không cho vào nhà hay sao? Không cho vào nhà. Có lúc đi đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi ấy là bước vào nhà là đuổi luôn. Con hỏi bước vô nhà là đuổi ra, bước vô nhà đuổi ra. Con cũng vậy, con thì xách cây đồ quýnh cha. Xách cây đòi quýnh cha luôn. Quýnh cha luôn. Ôi trời ơi. Rồi những lúc như vậy là ông chạy hả? Hay là sao? Mình đi về chứ. Mình về đấy mình nằm. Nhưng mà ấy là không hiểu lý do vì sao hay sao? Không có lý do gì hết ý. Tự nhiên vậy à. Thế làm sợ là hay là con trai của ông có bị gì không, hay là tự nhiên bình thường mà thấy người cha là không thích luôn? Không, đâu có bình thường, cũng y nhau à. Bình thường thôi. Bình thường. Mỗi lần sách như vậy ông buồn lắm đúng không? Buồn, có lúc nhiều lúc khóc nữa, không phải không? Rồi đó, của họ còn trai nó khác. Bây giờ già lớn rồi, bây giờ biết làm sao nữa, nở nữa. Nuôi con nuôi cháu, nhiều lúc cũng nhớ cháu ghê chứ không phải không? Nhớ luôn mà không có hề mà đi thăm được luôn. Không có, đâu có
đâu có đường nào mà đi, phải đi về chứ, là người ta đuổi đi về. Ấy là tất cả mọi đứa con trong gia đình luôn hay sao? Ông trong gia đình hết luôn á. Ấy là không có người người nào mà đồng cảm với ông luôn không? Không, cả người vợ luôn. Ồ, vợ nói thì vợ nữa, con có cha mới có con, cái này không cha không không có con sao có. Cái này nó quỷ cha nó lỡ phải đi chứ, chứ ở lại nó quýnh nó cột. Quýnh cột luôn á? Có cột. Khi nào bị quýnh chưa ông? Có một lần quýnh. Quýnh như thế nào ông kể cho con nghe? Ồ, quýnh thời khỏi nói luôn á. Cột vô quýnh luôn hay sao ông? Cột vô quýnh luôn rồi, nói đừng có cột á. Bây giờ ở đây cột coi đeo lóc ngại. Ôi trời. Chết trong nhà cũng được. Cái này nó mở ra, mình thấy bản thân mình, thấy thờ mình đi về lên giường bố mình xin có thằng cháu, mình xin để nó mình ở tạm ở thời gian thôi. Ai nhè đâu ở miết tới bây giờ. Là từ cái lúc mà vợ con đuổi ông ra ngoài rồi ở đây nên tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi ông? Khoảng bao nhiêu năm ông có nhớ rồi? Ông có 6 năm đã. 6 năm vậy là ông ở như thế này 6 năm trời luôn. 6 năm trời luôn. Là vợ con không hề hỏi thăm một câu. Không luôn. Không có hỏi đâu. Đến bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn á. Có nhiều lúc cũng thảm ghê, tạo ghê. Sao những lúc đó là như thế nào? Mình nghĩ ra đời con mình làm với nó, cho đời cháu mình sao nữa. Nếu mà nhận cha nhận cha được thì nó kêu cha về chứ. Cái này đâu kêu đâu, nó nói đi chết đâu chết đi. Ở kiểu đó thôi chứ còn người nữa con. Tao cái nào nó thiệt luôn á. Những lúc mẹ con thấy rất là buồn. Thật sự là đi cũng không biết nói như thế nào đâu cái nhà. Đâu biết đường nào mà nói. Không biết đường nào nói hết đi. Dạ là cứ ngủ đây là ban đêm là cứ chùm mền như vậy không? Cứ chùm mền nằm à. Ở trời gió thì hơi sương xuống thì đắp mền. Mà hơi trời mà không có gió thì thấm mình ra. Thôi ngủ vậy là mũi khắn chết luôn á ông ơi. Mũi bây giờ biết làm sao. Mũi bây giờ nhờ gió. Gió là nó đỡ. Còn không gió, có lúc có gió ghêm. Gió mình nằm không được luôn á. Ví dụ như ông ở như vậy này, ông có mong muốn được một cái nhà gì, tầm cái chòi nhỏ nhỏ để mình ở không? Dạ, mong muốn được chứ, trời của bác là không có thích. Tại vì con thấy trên ở khu vực này cả nhà là đất trống đất rộng, là đất đây là đất của người cháu của ông hả? Đầu cái này đất của cháu chứ không phải không, mà điều xin nó xin ở một khúc xin ở thơ. Một khúc này thơ à. Có nhiều lúc nằm đó nằm đó có một đá dựa đồ nằm trên tảng đá này luôn, nằm trên tảng đá luôn. Cũng suy nghĩ suy nghĩ gì không? Suy nghĩ phía bên vợ. Mình đâu có gì đâu mà hắt hủi mình như vậy. Là không có một lý do nào ấy. Không có một, không có một cái ông lý cũng do. Không biết là lý do nào luôn. Không có biết lý do nào hết. 5-6 năm nay rồi. Còn người vợ ông bây giờ là có gia đình mới chưa hay là vẫn ở như vậy luôn? Cũng không, mình đâu có đi xuống dưới đó đâu mà. Ông cũng không biết không ạ? Không biết đâu. 5-6 năm nay là không hề dám xuống dưới luôn. Cũng có đi chứ không phải không, mấy tháng trước đi. Dạ. Thấy con làm bất mãn quá, thôi mình đi, mình đợi chỗ khác cho lờ. Kiếm ngõ mình đi rồi là làm ăn. Nghĩ là đầu con là cháu, bây giờ con cháu làm cái đó thôi. Ông thua luôn á, không biết điều mà nói chuyện luôn á. Có nhiều lúc uống nước trà sợ người ta anh đi người ta nói. Chứ là nói thiệt luôn á. Lúc còn tay thì còn mạnh, còn có sức, còn đi làm được. Còn bây giờ già lớn là làm đâu được đâu. Tại vì nghe lời người ta quá ấy. Nghe lời sao ông? Cũng không hiểu. Tự hất hủi, tự đuổi đi à. Mình nghĩ thôi, bản thân của mình thôi, mình cũng xin bị trên. Rồi có xin đất, xin đai rồi. Rồi có phải xin làm có cái chòi để thờ ông bà cha mẹ mình chứ. Ông từ Quảng Nam ông bước vào đây, ông lấy vợ ở đây. Mà cuối cùng những người vợ, người con nó lại hát hồi ông qua tới cái đánh ông nội như thế này. Hiện tại bây giờ ông là một con người gọi là, bây giờ ông là tàn tạ luôn nha. Đây cái nhà thấy chân của ông này. Đây. Hai cái chân là đều như vậy là không có dép luôn. Lần sau con sẽ ghé qua con mua dép cho ông một cặp nha. Một đôi dép nha. Lần sau nếu mà con qua, chắc chắn là con sẽ qua lần sau rồi. Con sẽ tạo mua thằng ông một đôi dép. Còn nếu mà ấy thì mình mua một cái mùng ông nha. Một cái mùng để mình ngủ nó đỡ hơn. Cảm ơn, bây giờ biết nói sao nữa. Có nhiều lúc
cũng buồn ghê, nằm cái đêm ngoài hôm nằm nghĩ là cháu vợ con thì mang cái đó đâu có nghĩ được nữa, hết nghĩ được, cháu cũng khổ ghê, nói thiệt luôn á. Có nhiều lúc đi thăm cháu, gặp mặt cháu nó cũng mừng, từ ngày không gặp mặt cháu ông buồn ghê lắm. Ông đang xúc động lắm cái nhà. Đây là rất là nhớ cháu luôn. Nhớ cháu mà đâu có đi được. Khổ quá đi. Đi gặp cháu ấy cho tiền 1-2 ngàn chứ này không có đồng nào cho, thấy cũng tợ. Ông bình tĩnh không nha. Ông đang xúc động lắm cái nhà. Tại vì ông đã hy sinh gần cả gọi là coi làm hết cuộc đời rồi. Tại vì người ta nói là 60 năm cuộc đời rồi. Ông hy sinh, ông cống hiến cả một cuộc đời của ông luôn, mà cuối cùng đến giờ phút này đây, ông lại nhận ra một cái kết thật là, thật sự đối với Tý gọi là thật sự rất là đắng cay. Không có đắng cay nào. Ở cùng vợ, ở cùng còn thức, còn đi đào dông, đào chuột, đào đồ được, đi đỡ gạo, đỡ đồ ăn, không có nhà, không có cửa. À, mình khổ rồi gặp vợ khổ nữa, thôi mình thấy cũng được, thôi cởi ráng làm ăn. Thường chị thường nhớ nhất nhất là bạn nào mà bữa nay bạn cũng đã lớn rồi, thì nghĩ tới bạn nó bắt đầu nghĩ tới vợ, mình mới hận hận cuộc đời của mình đó, già lớn rồi. Có nhiều lúc đi thăm bạn, thăm bạn bè cũng không đi thăm được. Không biết chỗ hay là sao, hay là xa quá. Xa quá, đi bộ đi về nở. Ở đâu luôn không? Ở Quảng Nam luôn hả? Ồ, lần đi tùm lum hết ấy. Đi từ trong Phan Thiết đi ra. À, xa như vậy hả ông hả? Đi không nở đâu. Ở đó đi còn có tiền đi xe đò đồ. Bây giờ sao có tiền đi xe đò. Dạ. Và lúc nghĩ nhớ tới bạn mà buồn. Vừa buồn mà vừa cười, gặp bạn thì cũng vui lắm chứ không phải không. Điều mà mình nói trong bụng mình nó khác. Tại mình ước mơ có cái nhà cho mình ở này, không có nhà, không có cửa, tiền đâu có mà mua đồ, mua đạc này không có. Thấy không tợ. Một ngày ông là 20-30 ngàn như vậy thôi không ạ? Chứ ngày 20-30 ngàn à. Một ngày 20-30 ngàn ông mua được cái gì để mình nấu ăn hàng ngày không? Đâu có mua gì đâu, đi mua gạo, chủ yếu mua gạo rồi mua cá khô á. Dạ. Cá khô thì ít ăn là đi ăn cá nhiều. Cái nào nó ăn cá tươi á. Ông ăn cá cơm được không? Được chứ, không ăn được. Dạ. Thì hôm nay con qua thì con cũng có một phần quà cũng tặng cho ông. Thì con cũng rất là đồng cảm, con không nghĩ là, thật sự là mình không nghĩ là con cái lại đối xử tệ bạc đến với ông như vậy luôn. Không tin nổi luôn không ạ? Con không thể tin nào mà tại sao lại như vậy luôn á. Không hiểu lý do vì gì mà lại tự nhiên là cái là vẫn sống với nhau một bình thường, vẫn hạnh phúc bình thường, vui cười nói chuyện bình thường, tự nhiên đùng một ngày là đuổi ông luôn. Tôi có biết ở đâu mà lúc ông anh ở Cù Lao á, ông anh bên người Kinh á, ông tình bà Hải ông chết rồi, ông nói nếu ta còn sống á mày muốn đi đâu mày đi à, nếu tao chết mày đâu mày đi, còn tao sống mày cứ ở với tao. Mà vợ chồng ông con cái ông cũng thương lắm, mến luyện từ hồi còn trai miết tới bây giờ luôn á. Đến chừng ấy ông nói thôi mày đi vô cạnh nó làm cá, mình mới nhớ thật lại, ông mới nhớ thật lại, ông nói ờ thôi mày đem cá về cho con, rồi vợ mày kho cá cho con mày ăn. Mày đem cá về để trong tủ á, rồi để nó thúi luôn à. À, nấu ra điều không làng ai cũng biết hết đi, không ai biết đâu. Nói chừng ta phát hiện ta nói ùa cá mà để thúi rồi nấu cho heo ăn, cá người không có ăn mà cho heo ăn đó, cái nào nó thiệt luôn. Ngồi dưới trời đây nhờ sức trời à, nằm cả đêm quanh hôm đồ cũng nhờ sợ gió, nhiều lúc gió quá trời luôn, lấy bàn tủ. Tủ nhiều lúc nó cũng bay xuống, bắt đầu mình cũng tủ luôn. Nực, bắt đầu nực cái bạc ra. Rồi đó bây giờ biết nó làm sao nữa. Ở đây mình nụ vụ, nực là kéo ra.
Anh được kêu ra. Giờ trời mưa, con đang nghĩ trời mưa. Trời mưa thì kêu bạn đổ qua bên này lại, và kêu bạn nằm đây giữ gốc cây nè, giữ gốc đá này nằm. Mấy khúc này là mưa nè. Mưa là nước. Nước nước nó cao lắm á. Nước không không, nước nó đây à. À, nước ở đây. Mình nằm có nhiều lúc không có bạc á, phải đi xin. Ấy là hồi trước là không có bạc luôn, bây giờ là mới có miếng bạc này thôi ông hả? Mới có miếng bạc đây à. Mình xin nhiều lúc cũng khổ ghê, giờ mình phải cắn răng mình phải chịu thôi. Yeah. Bây giờ mình khổ, mình chịu khổ sao bây giờ? Yeah. Biết nói sao nữa? Yeah. Giờ trời Phật nó giúp đỡ. Người ta cũng cho bạc cho đồ. Áo quần đâu có đâu, nhờ đi xin không à. Xin anh em đã cho. Có nhiều lúc về thằng đó con đâu có nghĩ đâu, về đó con đuổi ở về đó nhà con đuổi ra gặp mẹ đuổi, gặp con đuổi. Ông làm gì ở đây? Ông dạng đi ăn trộm ăn cắp mà. Nói chuyện đó thôi á. Ông có mấy đứa con? Có 6 đứa. 6 đứa luôn. Tất cả các đứa nào cũng đều đối xử ông như vậy luôn. Nghe là mẹ, nghe là người ta chỉ á. À, nghe là mẹ. Là tất cả 6 đứa luôn. Mấy gái mấy trai không? Có 1 gái à. 1 gái. Rồi 5 trai. 5 trai. Rồi. Những người con trai thì họ cũng đi làm ăn xa hết rồi. Đi làm ăn xa hết rồi. Dạ. Còn không biết nói sao nữa. Một cái hoàn cảnh thật sự rất là éo le luôn. Mình thấy cảm thấy rất là đau lòng cả nhà. Không có biết. Không có biết gì hết đi. Ừ. Tự nhiên như vậy à. Nghĩ nằm cánh đêm cánh hôm rồi. Có nhiều lúc cũng buồn. Chứ không phải không. Mình buồn đâu có chuyện gì đâu. Tự nhiên xảy ra như vậy. Không biết lý do gì. Không biết lý do, không có lý do gì hết đi. Quá là tại bạc đối với người cha của mình. Không ngờ xã hội bây giờ lại có nhiều hoàn cảnh đến như vậy. Tôi thì không có gì hơn. Tôi ý là kiếm mình dòng họ mẹ tôi á. Kiếm người ta. À ấy. Ấy là bây giờ là ông, hiện tại bây giờ là ông muốn lên mạng xã hội này. Ông muốn là tìm được dòng họ của mình dòng là ở Quảng Nam. Ở Quảng Nam cả nhà. Là ông muốn tìm được người thân gia đình dòng họ của ông để ông được về hay sao ông? Không có về đâu, ý là nói vậy nè, có thăm bà già. À, bà già để về thăm bà già của ông hả? Để về thăm bà già, để biết mặt biết mày. Ông không nhớ cái nhà của ông ở đó luôn hả? Hay là đi lâu quá rồi ông? Đi lâu cũng còn nhớ chứ không phải không, mà điều mình đi mình sao mình bỏ cháu bỏ mẹ được. À. Đã đi sao bỏ mẹ được. À, nó đến ngày gần ngày rồi mà không có gì hết cho mẹ ăn mẹ uống nữa. Ta có chết đi á thì có mình mày mà giữ, còn anh em thì không biết đâu, không tao luôn á. Nó thì luôn hớ hận ghê, cuộc đời vừa hớ hận bên này vừa hớ hận bên kia. Nghĩ đàn bà đâu có gì đâu hơn tất cả đâu, cũng nhờ đàn ông không, mà cuối cùng với trà lạp đàn ông bỏ rau rồi chua. Nhiều lúc nằm cũng nghĩ suy nghĩ đó, cho con ghê. Tao phía bên dòng họ, coi dòng họ phía bên mẹ, tao thấy mẹ à, thấy mặt mẹ á, là ông ơi mới yên lòng được. Yeah. Cái là lúc mình suy nghĩ ghê. Ông cũng muốn được nhìn mặt mẹ lần cuối à? Hay là sao? Mẹ đâu còn nữa đâu, mẹ đi rồi. À, mẹ mất rồi. Mất rồi. Ấy là muốn được về thắp nhang cho mẹ. Về thắp nhang cho mẹ. Ừ. Nhưng mà ấy là bây giờ là ông không còn nhớ là cái gia đình của mình, ông còn nhớ đường đi để về nhà không? Đâu có nhiều lúc cũng về cũng thăm nhà chứ không phải không, mà về thấy mặt mẹ là buồn. Khóc. Hắt hủi cha mẹ đâu hắt hủi như vậy đâu. Mà đầu đầu mình để con để hắt hủi cha mẹ như vậy. Anh nghĩ cũng buồn. Mà cha đâu có nói gì đâu. Cha nói chết liền á. Nhờ ông bà phù hộ giùm, ăn nửa đêm và cái nằm ngủ. Thôi kệ nó, có chuyện gì có, cha mình mà bây giờ nói ra thì thiên hạ người ta nói mình này kia nọ, không thể nói đâu, kệ nó, để trời Phật người ta coi. Chứ bây giờ biết nói sao nữa. Thì giờ nghe lời người này nói một chút, người kia nói một chút là thôi thua.
ông cũng không biết gì nói, cái nào nói thiệt luôn. Dạ. Hôm nay con qua đây á thì cũng có một phần quà để con tặng cho ông. Con chờ con xíu nha. Đây, tí thì rất là đồng cảm luôn nè. Đây ông ạ, con có một phần quà. Lần này con có ở trong câu chuyện con có nghe ông nói là ông thật sự là rất là cần gạo. Thì anh này ông mua có gạo cho ông. Con mua gạo cho ông là 10 kg gạo. Tiền thì con lấy cái này ra cho ông. Này, cái này là của cô Loan. Cô Loan. Cảm ơn nha. Dạ, ở một phần quà này của cô Loan có hạt nem ở trong này. Cái bịch hạt nem này là mình thay thế vào các cái gia vị khác luôn. Ví dụ như là bột ngọt, đường thì khỏi cần. Mình bỏ cái này vào mình xào chiên, khỏi cần nem gì hết. Đây là cái hạt nem. Và ở dưới đây là muối để mình ăn kèm luôn. À, ăn cá khô cái gì này. Còn dễ ăn nha. Em sẽ làm ăn thịt bao gạo 10 kg. Thì con sẽ gửi tặng cho ông là với cái này, phần quà này là của cô Loan cả nhà nhé. Dạ, con gửi tặng cho ông. Kèm theo đó con sẽ chích ra là 300.000 từ tiền của cô Tánh ở Đà Nẵng có gửi qua cho con một số tiền, thì con sẽ chích ra là 300.000 nữa con để biếu cho ông, để ông gọi là mua những cái vật dụng mà ông gọi là cần thiết. Để cho ông ví dụ như là mua cái chiếu hay là cái gì đó để cho ông hỗ trợ ông nha. Đây, con gửi ông. À, cũng sức thì làm ăn được. Cảm ơn ông nha, cảm ơn cô bác dạ. Nha. Con tình tí. Dạ. Dạ, con tình tí. Dạ. Con cũng rất là muốn là được giúp đỡ ông thêm nữa, do là con thấy rất là đồng cảm với ông luôn. Con không có ngờ là những đứa con, tuy là người mẹ nha cả nhà, theo thấy nha, người mẹ đối với người cha như thế nào thấy không cần biết, nhưng mà riêng đối với người con á, là hãy nên trân trọng khi mình còn cha, chứ không thể mà đến lúc mà người cha mình không còn nữa mình lại hối hận không kịp. Thì cũng qua video này thì con cũng rất cảm ơn ông hôm nay đã ngồi chia sẻ tận đáy lòng trong cho cái cuộc sống của mình, cho con hiểu và con biết được. Con rất thật sự con rất đồng cảm, thật sự thấy rất là thương những người lớn tuổi như thế này, mà đặc biệt là những người lớn tuổi neo đơn. Ông đúng ra là ông cũng không đến nỗi là gọi là neo đơn đâu cả nhà, nhưng mà ông lại là gọi là bị con cái hắt hủi đến tận bây giờ. Thì hôm nay thì con qua đây thì con tặng ông một phần quà kèm với số tiền là 300.000, thì con cũng chúc ông. À, con không dám nói gì, thì con chúc ông có được nhiều sức khỏe hơn, thì để ông vẫn bước trên cái con đường gọi là hiện tại bây giờ ông rất là khó khăn con biết, nhưng mà mình hãy cố gắng vượt qua ông nha. À, con sẽ cố gắng, lần sau con sẽ tặng cho ông một đôi dép nữa ông nha. Nói thì như cháu á, là ông mà nhắm mắt cái mũi giờ cũng không biết đâu, làm thầy thầy đấu mà không biết lúc nào đâu. Thấy nhiều lúc nghĩ cũng mình cũng lo có tính gì đâu. Thì đâu có chuyện, nếu mà có con chuyện cũng không đến đỡ như vậy đâu. Con làm ăn kiểu này là mất đi cho sớm cho nên là tốt nấy à. Đây là ông buồn quá, ông nghĩ tới là thà mất sớm còn hơn à. Thôi nhưng mà ý con theo ý của con nha, thì cuộc sống nó xảy ra với mình như vậy rồi, thì cũng ông cũng không muốn, con nghĩ là không bao giờ ông muốn cái cảnh này mình xảy ra như vậy. Nhưng mà thôi, cuộc sống của nhân giống như là cái kiếp của mình là đã như vậy rồi, thì mình cố gắng mình vượt qua giai đoạn này. Con biết là giai đoạn này của ông rất là khó khăn, không phải là đơn giản đâu, nhưng mà hãy cố gắng ông nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, thì biết đâu một ngày nào đó thì vợ con ông sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà vợ con ông mà suy nghĩ lại, đón ông về, ông có về không? Không, chắc không về. Vì sao là không về không? Hớ hận cũng là biết đó. Hay là vợ con có đón về ông cũng không về? Không về luôn. Vậy là cả nhà cũng biết là ông đang là gặp một chuyện gọi là rất là ấy trong cuộc sống của ông, cho nên ông mới ra như thế. Thì hôm nay thì con cũng không biết nói gì hơn, con kính chúc ông nhiều sức khỏe không nha. Dạ, thì chắc là video của Tý tới đây thì kết thúc rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Tý, và thực sự thì Tý rất là biết ơn luôn. Thì cũng rằng Tết đến rồi cả nhà, Tý xin chúc cả nhà một mùa xuân an lành, vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình nhà. Xin chào tạm biệt.